cái phần gà này. Đây là lòng, trứng, gan, chè rau. Đây các đồ nước chị chế biến này. Coi nó kìa. Nó là đâu nó coi nhỏ người ta không. Không làm cho mình mà nó coi nhỏ người ta không hết rồi. Mình bán từ mấy giờ sáng chị? 7 giờ sáng. 7 giờ sáng. Biết tới khuya là tầm 10 giờ. 10 giờ. Quay đi. Quay ra đây hình là chết trái bà mặn luôn á. Quay hết luôn dạ. Đừng có quay. Để cho quay đấy. Quay món ăn mà. Quay món ăn chứ đừng quay người được dạ, rồi. Quay món ăn đây. Đây là cái phần một phần mình với lại cánh gà, phần là rau. Rồi mình trộn để riêng thôi các bạn. Đây muối, chanh, nước mắm và cháo nè. Trộn cái này lên nha. Có ớt, muối tiêu chanh, muối tiêu tắc chứ không phải chanh. Rồi cái nước chấm này là cái đã đời luôn. Đây nước mắm. Này chỉ trộn rất là thấm các bạn. Cánh nè. Rồi giờ mình sẽ ăn cái phần cháo trong gà. Cháo vào trong cái nước muối chanh, muối tắc. Ta cho vài gà công nghiệp. Đây là rau trùng. Con muối, hành tây, rau răm, cúc chuối, rau càng cua, ăn rất là giòn, này là giòn xíu. Cháo là cháo đậu xanh. Wow. Ngoài cháo thì ở đây còn có miếng nữa. Các bạn nhớ tới sớm rồi có miếng nha. Tới trễ về gói cháo. Dạ, nó khá là mỏng, không có nhiều mỡ, ngạt, ăn rất là ngon. Bạn rau trụng đó, chua chua. Rất ngon. Rồi. Gà ngon rồi nhưng mà rau là phải ngon. Trong ngon nữa thì cũng chưa được. Có đã. Ăn đã. quán thì bán nguyên ngày luôn, nên là bạn tới giờ nào cũng có. Mình thấy là không gian đây được, không phải rộng rãi nhưng mà vẫn có cái chỗ để mà bạn ngồi thoải mái, mát mẻ, món ăn thì ok. Những quán này họ chọn gà và luộc gà, cái da nó rất là giòn. Giòn lắm. Nhiều người sợ ăn cái da, nhưng mà ăn gà mà không ăn da giòn ngon thế này thì thật là quý rồi. Bỏ qua hết mấy cái thứ gì. Cái cháo này mình cũng vừa ăn lắm. Sẽ ăn tiếp với bằng bạn và vòng vòng đi chơi chơi, nếu mà có gì vui thì quay lại cho các bạn coi. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha, nhớ đón xem. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, nhấn cái nút gần nút cái đăng ký để khi mà hiện ra video mới các bạn không bị bỏ lỡ. Hẹn gặp lại nha. Câu câu nữa. Tập trăm con rưỡi con vàng.